Chào các bạn, rất có thể Seoul FC hoàn toàn không hề mặn mà với màn giao hữu gặp đội tuyển Việt Nam và chiến thắng của đội tuyển Việt Nam cũng chẳng có quá nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn. Vào chiều ngày 25 tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã lội ngược dòng đánh bại Seoul FC 2-1 nhờ các pha làm bàn của Thanh Trung và Công Phượng. Do đây là trận đá kín nên sẽ là không dễ để đánh giá xem các cầu thủ bên phía đội tuyển Việt Nam có thi đấu ấn tượng hay không. Tuy nhiên, có một điều dễ nhận thấy hơn và có nhiều cơ sở hơn, đó là việc bản thân đội bóng Hàn Quốc đã không quá mặn mà với trận đấu này. Cơ sở đầu tiên chính là những phát biểu của huấn luyện viên Choi Yong-soo bên phía của Seoul FC vào chiều ngày 25 tháng 10. Theo những nội dung mà hai hãng truyền thông Chosun và Yonhap vừa đăng tải, thì nhà cầm quân này chỉ nhắc tới quyết tâm đánh bại Gangwon FC ngày 27 tháng 10 trong khuôn khổ K-League thay vì nhắc tới màn đọ sức với đội tuyển Việt Nam. Ông Choi Yong-soo đã phát biểu: "Tôi chắc chắn rằng toàn đội sẽ làm tất cả để giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng tuần này gặp Gangwon FC tại vòng 34 K-League. Seoul FC đang nằm ở vị trí khá thấp trên bảng xếp hạng. Chúng tôi đã không thắng trong 10 trận gần nhất. Tình hình không được tốt lắm nhưng mùa giải vẫn còn 5 vòng đấu nữa. Mỗi trận đấu đều cực kỳ quan trọng với chúng tôi. Toàn đội cần phải huy động sức mạnh tổng lực để giành chiến thắng ở những trận đấu cuối còn lại, bắt đầu từ ngày 27 tháng 10 gặp Gangwon FC. Hiện sau 33 vòng đấu ở K-League thì Seoul FC chỉ đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Theo truyền thông của Hàn Quốc, đây là thứ hạng không đủ để làm hài lòng cổ động viên của đội bóng và thầy trò huấn luyện viên Choi Yong-soo đang đối diện với không ít áp lực. Trong bối cảnh Seoul FC đang phải căng sức tại mặt trận K-League, rất khó để đội bóng này đá hết mình ở một trận giao hữu vốn dĩ là vô thưởng vô phạt gặp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Cơ sở thứ hai chính là đội hình mà huấn luyện viên Choi Yong-soo đã sử dụng để đối đầu đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng nhà cầm quân 45 tuổi đã không đưa ra sân những quân bài tốt nhất. Minh chứng là việc huấn luyện viên Choi Yong-soo đã trao tấm băng đội trưởng cho Park Jong-yong, người thậm chí còn chưa ra sân trận nào ở K-League 2018. Rõ ràng Seoul FC đã không quá coi trọng trận giao hữu gặp đội tuyển Việt Nam. Rất có thể đội bóng Hàn Quốc chỉ coi đây là màn tập dượt để tạo môi trường cọ sát cho các nhân tố dự bị. Hơn nữa, ngay tới đội hình chính của Seoul FC cũng đang có phong độ cực tệ. Đã 10 trận gần nhất họ không thể giành chiến thắng. Với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, chúng ta vừa có một màn lội ngược dòng thành công về mặt tỷ số, nhưng rất có thể kết quả này không mang nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn trong bối cảnh AFF Cup chỉ còn ít ngày nữa là sẽ khởi tranh. Chào các bạn, khá nhiều vấn đề của đội tuyển Việt Nam đã lộ ra sau trận giao hữu đầu tiên trên đất Hàn Quốc. Hệ thống ba trung vệ là điều khác lạ so với phần lớn các đội bóng tại V-League, nhiều cầu thủ cần thêm thời gian để thích nghi. Ngoài cách tổ chức phòng ngự, hàng công của đội tuyển Việt Nam vẫn tồn tại điểm yếu muôn thuở, đó là dứt điểm. Chính huấn luyện viên Incheon United cũng nhận định rằng đoàn quân áo đỏ chưa tận dụng tốt các cơ hội tạo ra. Cách mà đội tuyển Việt Nam để thua Incheon United 1-2 không khác nhiều so với những thất bại trước Indonesia hay Malaysia tại AFF Cup trong quá khứ. Đối đầu với Seoul FC, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tung ra sân đội hình xuất phát với phần lớn các cầu thủ đã quen thuộc tại vòng chung kết U23 châu Á và ASEAN, ngoại trừ Văn Thành bên cánh phải thay cho Văn Thành. Sự ăn ý được xây dựng qua các giải đấu giúp cho đội hình này chơi tự tin trước Seoul FC. Tuy nhiên, câu lạc bộ của Hàn Quốc cũng không đưa ra sân những quân bài tốt nhất. Người mang băng đội trưởng là Park Jun-yong chưa ra sân trận nào tại K-League 2018. Mặc dù tạo được thế trận không tồi, đội tuyển Việt Nam lại phải nhận bàn thua trước. Người lập công cho Seoul FC là tiền vệ Yoon Seung-woo. Giống như trận trước, huấn luyện viên Park Hang-seo lại thay hàng loạt vị trí trong hiệp 2. Nhiều tuyển thủ giàu kinh nghiệm được đưa vào sân như Ngọc Hải, Huy Hùng, Thanh Trung và Văn Quyết. Đội tuyển Việt Nam chơi tấn công nhiều hơn, tạo ra cơ hội về phía khung thành Seoul FC. Thanh Trung và Công Phượng xuất hiện trong hiệp 2 là những cầu thủ ghi tên mình lên bảng tỷ số. Hàng thủ của Việt Nam cũng thành công trong việc ngăn không cho đối thủ tìm thêm được bàn thắng. Chung cuộc, đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Park Hang-seo đã chiến thắng với tỷ số 2-1. So với trận gặp Incheon United, đội tuyển Việt Nam có những tiến bộ nhất định, không chỉ về kết quả mà còn nằm ở lối chơi cũng như sự tự tin. Qua hai trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã phác thảo được bức tranh tổng thể của đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup. Dù vậy, ông sẽ cần thêm trận đấu thứ 3 tại Hàn Quốc để sát hạch lần cuối rồi mới chốt danh sách. Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam ở hiệp 1 gồm các Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Đinh Trọng, Hồng Duy, Văn Thành, Hùng Dũng, Xuân Trường, Văn Toàn, Minh Phương và Đức Trinh. Ở hiệp 2 là Văn Lâm,
Xuân Hưng, Quế Ngọc Hải, Văn Hậu, Phan Văn Đức, Đức Huy, Huy Hùng, Quang Hải, Đinh Thanh Trung, Văn Quyết và Tiến Linh, Anh Đức. Chào các bạn, mới đây một tạp chí uy tín của Nhật Bản đã có một bài viết về 11 nhân tố được cho là đã nâng tầm bóng đá Việt Nam. Trong đội hình 11 người này, có hai ông bầu là bầu Đức và bầu Tú. Trong khi bầu Tú được lựa chọn vì những công lao với Futsal thì bầu Đức được vinh danh nhờ vào cống hiến cho bóng đá Việt Nam từ cấp câu lạc bộ đến quốc gia, mới nhất là bỏ tiền bởi huấn luyện viên Park Hang-seo. Việc tạp chí Soccer King tôn vinh bầu Tú, bầu Đức là hai trong số những nhân tố nổi bật giúp nâng tầm bóng đá Việt Nam không có gì là tranh cãi. Tuy nhiên, việc tôn vinh bầu Đức có vẻ tạp chí Nhật Bản đã quên đi một người, một ông bầu đại gia khác của bóng đá Việt Nam là bầu Hiển. Ở cấp câu lạc bộ, bầu Hiển chẳng hề kém cạnh bầu Đức, thậm chí mức độ phủ sóng còn rộng lớn hơn. Việc bầu Hiển có liên quan đến mặt tài chính với nhiều câu lạc bộ ở Phoenix gây tranh cãi nhiều năm qua, song không hẳn không có mặt tốt. Những người phản biện cho rằng bầu Hiển tác động tới nhiều câu lạc bộ ở một giải đấu là không tốt, nhưng cũng có người cho rằng nếu thiếu vị đại gia này, nhiều câu lạc bộ đã tan rã, từ đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới Phoenix. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, những năm qua các câu lạc bộ liên quan tới bầu Hiển, đặc biệt là Hà Nội FC, đều đóng góp rất nhiều nhân tố xuất sắc cho các cấp đội tuyển. Gần nhất chính là Hà Nội FC mới là câu lạc bộ có nhiều cầu thủ có vai trò quan trọng nhất vào thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á và ASEAN. Tất nhiên rất khó để có thể so sánh giữa bầu Đức và bầu Hiển ai hơn ai trong khía cạnh bóng đá. Mỗi người một vẻ, đều là hai cây cột chống rất quan trọng của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, bầu Đức có vẻ nổi bật hơn hẳn bầu Hiển ở khía cạnh truyền thông bóng đá. Ông cũng có nhiều mối quan hệ cả về bóng đá lẫn kinh doanh với Nhật Bản. Rất có thể đây là lý do bầu Đức đã thu hút Soccer King hơn trong cuộc bầu chọn nói trên, còn bầu Hiển thì bị bỏ quên. Theo tạp chí Soccer King, bầu Đức được ca ngợi là người nâng tầm bóng đá Việt Nam. Ông bầu Phố Núi được đến với tư thế ông chủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Sự ra đời của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal TMV đã mở ra một chương mới cho bóng đá Việt Nam trong công tác đào tạo trẻ. Đúng hơn, bầu Đức là người mở đường cho hành trình phát triển bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam, bắt đầu từ việc xây dựng bóng đá trẻ từ gốc rễ. Câu chuyện của bầu Đức nâng tầm bóng đá Việt Nam xuất phát từ cú bắt tay với câu lạc bộ Arsenal sau khi có cuộc gặp gỡ với Wenger. Bầu Đức nhận thấy lời khuyên từ giáo sư người Pháp là làm bóng đá chuyên nghiệp phải có đào tạo trẻ, đó là xu hướng của bóng đá hiện đại. Với bầu Đức, bóng đá là niềm đam mê tột cùng, từ thuở chưa là bóng đá chuyên nghiệp. Bầu Đức luôn đau đáu một nỗi lòng là bao giờ Việt Nam mới có thể thắng Thái Lan để vô địch SEA Games và vươn lên tầm châu lục. Thế nên, bầu Đức đã xây Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai với những sự khác biệt từ cách đào tạo, không chỉ là giáo án từ Arsenal mà quy định đặc biệt là cầu thủ cần phải học văn hóa, phải biết tiếng Anh, tốt nghiệp đại học sau đó mới nói chuyện đến bóng đá giỏi. Đến năm 2013, bầu Đức cho trình làng lứa cầu thủ Công Phượng tạo nên tiếng vang khắp khu vực. Tờ 442 phiên bản Malaysia từng ca ngợi bầu Đức vào năm 2014. Một trong năm điểm nhấn là chuyện bầu Đức phát triển bóng đá trẻ để nâng tầm bóng đá Việt Nam. Chào các bạn. Huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam muốn đội nhà được bảo vệ khi các nhóm tổ chức giả xếp tỷ số ở Đông Nam Á tìm cách tiếp cận giải đấu khai mạc vào tháng sau. Tôi có nghe chuyện các nhóm đen ở Đông Nam Á thường tìm cách nhúng tay vào giả xếp tỷ số ở AFF Cup. Điều này nguy hiểm nhỉ? Đó là lời của huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ với VN Express. Lo ngại của huấn luyện viên Park Hang-seo là có cơ sở. Đông Nam Á được coi là một trong những khu vực xảy ra nạn giả xếp tỷ số nhiều nhất trong bóng đá. Trong vài năm gần đây, hàng loạt tuyển thủ của Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia từng bị treo giò vĩnh viễn vì dính tới nạn tiêu cực này. Bóng đá Việt Nam thậm chí từng mất cả một lứa tài năng lớn như Phạm Văn Quyến, Lê Quốc Vượng, Huỳnh Quốc Anh vì giả xếp tỷ số tại SEA Games 2005. 9 năm sau, một loạt tuyển thủ đang khoác áo câu lạc bộ Ninh Bình như Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng cũng bị cấm thi đấu vĩnh viễn khi cá độ tại AFC Cup. Nhưng tôi tin lứa cầu thủ hiện tại có học đủ nhận thức để hiểu sẽ nhận hậu quả nặng nề như thế nào nếu dính vào giàn xếp tỷ số. Đó là lời của huấn luyện viên Park Hang-seo thể hiện sự tin tưởng của mình cho các học trò.
nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thấy yên tâm hơn khi VFF chuẩn bị các phương án để ngăn chặn các nhóm đen tiếp cận tuyển Việt Nam. Bên cạnh việc nhờ lực lượng an ninh đi kèm ăn ngủ cùng đội, VFF còn kết hợp với công ty chuyên theo dõi dòng tiền trên thị trường cá độ để nắm bắt những trận đấu có dấu hiệu bất thường, đưa ra phương án đề phòng. Bên cạnh nỗi lo dàn xếp tỷ số, huấn luyện viên Park Hang-seo còn e ngại chuyện cầu thủ người hâm mộ bóng đá Việt Nam đánh giá không đúng đối thủ. Tại sao truyền thông và người hâm mộ Việt Nam lại nghĩ chỉ có Thái Lan là đối thủ đáng gờm trong cuộc đua tới ngôi vô địch AFF Cup? Những đối thủ khác như Malaysia hay Indonesia thì sao? Và chúng ta lấy cơ sở gì để sớm khẳng định đội tuyển sẽ dễ dàng giành vé vào bán kết? Đó là điều mà nhà cầm quân người Hàn Quốc đang chăn trở. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo ra địa chấn